Kinh văn. Cuối mong Như Lai mở lòng đại bi, chỉ dạy cho chúng con và những người còn tối tăm trong hội chúng từ bỏ pháp tiểu thừa, nhận được con đường phát tâm tu tập, đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, khiến cho hàng hữu học biết cách nhiếp phục tâm phan duyên từ trước, được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến Phật. Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo sát đất. Trong hội chúng, một lòng trông chờ lời dạy từ bi của Đức Phật. Giảng giải. Cuối mong Như Lai, con A Nan ước nguyện rằng Thế Tôn sẽ không từ bỏ tâm đại bi của Ngài mà chỉ dạy cho chúng con và những người còn tối tăm trong hội chúng, những người còn mê mờ tối tăm, là những ai trong hội chúng chưa chứng ngộ. Từ bỏ pháp tiểu thừa. Trong đạo Phật có pháp tu tiểu thừa và pháp tu đại thừa. Ngày nay những ai ở Miến Điện, Sri Lanka và Thái Lan vẫn còn tôn sùng pháp tu tiểu thừa. Đức Phật giảng pháp tiểu thừa trong giai đoạn ban đầu. Sau khi thâm nhập pháp này, các vị đệ tử đi các nơi để truyền bá giáo pháp. Về sau, khi Đức Phật giảng pháp đại thừa, họ không có mặt để nghe. Về sau, họ bảo là không nghe, không thấy Đức Phật không giảng pháp đại thừa. Họ tuyên bố, pháp đại thừa là giả mạo, là do người khác dựng lên, chứ không phải Đức Phật. Họ không công nhận. Nhưng ở đây, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chính A Nan khẩn cầu Đức Phật giảng giải cho họ phương pháp tu tập, để họ có thể từ bỏ pháp tu tiểu thừa. Để giải thích điều này, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một trường hợp tương tự. Khi tôi còn ở Mãn Châu, tôi ít khi nói chuyện và tiếp xúc với các đệ tử của tôi, vì một điều, đó là gốc gác quê hương của tôi, và mọi người đều biết tôi và quê quán của tôi. Họ biết tôi là Bạch Hiếu Tử, người con có hiếu họ Bạch. Vì trước khi xuất gia, tôi đã tu tập hành hiếu. Khi tôi ngồi bên cạnh mộ mẹ tôi suốt 3 năm, mọi người nhìn tôi với sự nể phục như là người mẫu mực. Dần dần tiếng tăm đó vượt xa những người đã từng biết tôi, vì đến khi đó tôi lại có những việc làm kỳ đặc. Vào mùa đông, tôi mặc áo bông dày. Tôi chỉ mặc 2 hay 3 lớp áo vải ngày thường vẫn mặc. Tôi không mang vớ trong đôi giày A-la-hán của tôi, và tôi có thể đi chân trần trên tuyết không chút khó khăn. Thế nên khi họ để ý đến tôi, họ muốn xuất gia. Bất kỳ tôi đi qua vùng nào cũng có vài chục người muốn xin xuất gia. Thậm chí trong mỗi làng cách chùa chừng 100 dặm cũng có nhiều đệ tử tôi đang sinh sống. Bởi vậy nên tôi ít nói, tôi chỉ lập hạnh cho thật tốt. Khi họ quy y là quy y với tánh hạnh của tôi. Bất kỳ ở đâu tôi cũng ngồi thiền. Ở Mãn Châu cũng thế. Mặc dù tôi có thể giảng kinh, nhưng ít khi giảng, hầu như rất ít nói. Khi sang Hồng Kông, tôi giảng kinh thuyết pháp và ít khi dạy Phật tử ngồi thiền. Cũng chẳng dạy cho họ pháp môn đại bi thiên thủ thiên nhãn. Nay ở Mỹ, tôi đã truyền những yếu pháp này cho những đệ tử nhập thất, tức là chỉ cho các đệ tử được phép vào thất của thầy, đích thân được thầy truyền thụ pháp môn tu tập. Thiền tông chỉ cho các đệ tử đến thất của sư phụ để tham học và hỏi đạo. Chân ngôn tông chỉ cho những đệ tử nhập thất để thọ pháp quán đảnh. Nếu có ai từ Hồng Kông sang và quý vị nói rằng mình đã học pháp đó với tôi, thì họ sẽ nói: "Không, sư phụ đâu có biết pháp đại bi thiên thủ thiên nhãn, làm sao truyền cho quý vị được?" Họ cũng giống như những đệ tử tiểu thừa, không biết rằng chính Đức Phật đã giảng pháp đại thừa. Một số người cho rằng pháp tiểu thừa là sai, một số lại phê phán rằng pháp đại thừa là sai. Thực ra, chẳng có gì đúng sai trong Phật pháp cả.
việc mà tất cả quý vị cần phải làm đó là nhất tâm trong khu tu tập, và quý vị có thể thành tựu quả vị Phật trong mọi pháp. Nhưng phải nói rằng pháp tiểu thừa nặng về phương tiện hơn. Pháp đại thừa còn được gọi là pháp môn thật tướng, là giáo lý viên dung vô ngại. Đó không phải là giáo lý mà đệ tử tiểu thừa có thể hiểu nổi. Nhận được con đường phát tâm tu tập, đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, hàng A-la-hán đạt được niết bàn hữu dư, đến quả vị Phật là thể nhập niết bàn vô dư. Trong cảnh giới vô dư y niết bàn, các vị đạt được trạng thái bất sanh bất diệt. Nhận được con đường phát tâm tu tập có nghĩa là thực tế con đường chúng ta phát tâm tu tập ban đầu cũng chính là con đường dẫn đến cứu cánh Bồ Đề mà ta sẽ chứng ngộ. Như vậy, có thể giải thích rằng đó là cả hai con đường phát tâm ban đầu và cứu cánh giác ngộ. Khiến cho hàng hữu học, tức là các vị A-la-hán chứng được quả vị thứ nhất, quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư, biết cách nhiếp phục tâm phan duyên từ trước, dạy cho chúng ta cách hàng phục vô minh phiền não, nhiếp phục tâm phan duyên nhiều đời. Được pháp tổng trì, tổng trì vốn là gốc tiếng Sanskrit, phiên âm là Đà La Ni, chứng nhập tri kiến Phật. Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo sát đất, trong hội chúng một lòng trông chờ nghe lời dạy từ bi của Đức Phật. Ha ha ha, 闻三摩地所。